Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Kim Oanh Group, sinh năm 1970 tại Thừa Thiên Huế. Chồng bà là ông Nguyễn Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn này. Trước khi vén duyên với bất động sản, bà Kim Oanh trải qua nhiều nghề khác nhau trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Đến năm 2008, bà lập một văn phòng môi giới nhỏ ở Bình Dương, tiền thân của Kim Oanh Group ngày nay. Công ty sau đó mở rộng thị trường hoạt động ra Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Một sự chuyển dịch khác là Kim Oanh Group trở thành nhà phát triển dự án. Đến nay, quỹ đất công ty sở hữu được công bố khoảng 500 hectare tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu và Phú Quốc, Kiên Giang. Vụ việc đình đám liên quan đến bà chủ Kim Oanh Group được nhắc đến nhiều trong thời gian qua là mối quan hệ làm ăn với tập đoàn Tân Hiệp Phát. Bà Oanh từng có đơn kêu cứu vì cho rằng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Trần Quý Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích. Theo đó, bà Oanh vay 500 tỷ đồng với lãi suất 3% trên tháng từ phía ông Thanh, thế chấp hai dự án. Tuy nhiên, khi Kim Oanh Group đã trả lãi và gốc đầy đủ thì không được nhận lại tài sản thế chấp. Ngược lại, phía luật sư đại diện cho bà Trần Uyên Phương khẳng định không tồn tại bất kỳ giao dịch cho vay hay thế chấp tài sản nào với bà Oanh. Kim Oanh Group cũng từng xuất hiện trong thương vụ nhận chuyển nhượng cổ phần công ty trong vụ án thâu tóm 43 hectare đất vàng thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Vụ án này sau đó được đưa ra xét xử. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định không có cơ sở chứng minh bà Đặng Thị Kim Oanh câu kết với bị can trong vụ án để thành lập pháp nhân chuyển nhượng trái luật khu đất vàng 43 hectare sang cho tư nhân. Kim Oanh Group còn dính tới các lùm xùm cáo buộc trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trả lời truyền thông, bà Oanh cho biết vàng thật không sợ lửa, đã được tòa án làm rõ và các cơ quan chức năng xác nhận bằng văn bản không có sai phạm thuế. Hồ sơ nữ đại giao phía Nam muốn làm 40.000 căn nhà ở xã hội. Chủ tịch Kim Oanh Group muốn làm 40.000 căn nhà ở xã hội mà thị trường trọng điểm là Bình Dương, Đồng Nai. Mục tiêu sẽ phát triển 23 dự án nhà ở xã hội và 3 dự án nhà thu nhập thấp với khoảng 40.000 sản phẩm được bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group, chia sẻ mới đây tại một sự kiện. Tổng mức đầu tư là khoảng 31.000 tỷ đồng, thị trường trọng điểm là Bình Dương, Đồng Nai. Giai đoạn 1 từ nay đến năm 2026, công ty dự kiến giới thiệu ra thị trường 14 dự án với 25.000 sản phẩm. Năm 2023, công ty sẽ đưa ra thị trường 4.800 sản phẩm nhà ở xã hội thấp tầng và cao tầng tại Bình Dương, Đồng Nai. Công ty dự kiến chuyển dự án nhà ở thương mại có diện tích 8,6 hectare tọa lạc tại phường Bình Thắng, Dĩ An sang nhà ở xã hội, quy mô 8.000 căn, hay dự án rộng 26,7 hectare ở Thủ Dầu Một. Dù đã được duyệt chủ trương nhà ở thương mại, nhưng công ty cũng đang thực hiện các thủ tục pháp lý chuyển qua phát triển nhà ở xã hội. Một dự án nhà ở xã hội độc lập cũng được công ty công bố triển khai như khu dân cư Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương, quy mô 1.700 căn hộ, hay dự án Phú Hội nằm trong quỹ đất 20% của dự án thương mại 84 hectare ở Nhân Trạch, Đồng Nai dự kiến cung cấp 4.500 căn hộ. Nếu kế hoạch này được triển khai, Kim Oanh Group đã làm nóng đường đua làm nhà ở xã hội khu vực phía Nam. Thị trường vốn biết đến với một số doanh nghiệp trong phân khúc này như Địa ốc Hoàng Quân, Mã Chứng khoán, HQC, Nam Long, Mã Chứng khoán, NLG hay công ty Lê Thành.